Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Anh và truyền hình Vi Phúc. Theo kế hoạch, vụ đông năm 2014 trên địa bàn xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc gieo trồng gần 138 hecta diện tích rau màu như rau cải, su hào, súp đơ. Đây là những loại rau phù hợp với đồng đất của địa phương. Để đảm bảo cho vụ đông đạt năng suất cao nhất, cán bộ khuyến nông xã Hồng Phương đã chỉ đạo tới các thôn hướng dẫn bà con nông dân tập trung và chăm sóc diện tích rau màu đã gieo trồng đồng thời mở rộng thêm diện tích trồng các giống cây rau màu có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt thường xuyên thăm đồng nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn sâu bệnh kịp thời. Hiện nay bà con nông dân trên địa bàn xã Hồng Phương đang tập trung vào trồng mới và chăm sóc các giống rau ngắn ngày để đảm bảo kịp thời phục vụ cho nhu cầu rau xanh trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Năm 2014, xã Nam Viêm, thị xã Phú Yên đã chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, có phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm 2014, xã Nam Viêm đã bố trí cán bộ trực tiếp công dân thường xuyên, đúng quy định của pháp luật, tiếp nhận xử lý kịp thời 100% các đơn thư của công dân, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Có được kết quả đó là do các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Nam Viêm đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại tố cáo nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế yếu kém xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm hạn chế phát sinh khiếu kiện tăng cường công khai minh bạch quy trình thủ tục hành chính văn bản pháp luật nhất là các lĩnh vực đất đai đầu tư xây dựng cơ bản quản lý ngân sách thực hiện cải cách thủ tục hành chính quy chế dân chủ hòa giải ở cơ sở góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại tố cáo kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật những người lợi dụng quyền dân chủ để kích động lôi kéo người khiếu nại tố cáo làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên chức làm việc trong trung tâm và các trạm y tế xã trên địa bàn huyện tam đảo là nhiệm vụ quan trọng chính vì vậy công đoàn trung tâm y tế huyện tam đảo đã phát động nhiều phong trào thiết thực hữu ích phát động các đợt thi đua về nhiều mặt qua đó lấy tiêu chí xét nâng lương tặng thưởng để đảm bảo chế độ cho nhân viên trang bị bảo hộ lao động đầy đủ theo quy định của ngành bên cạnh đó công đoàn trung tâm y tế huyện tam đảo còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà văn hóa văn nghệ thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm những hoạt động đó vừa tạo sân chơi cho tập thể vừa nâng cao tình đoàn kết cho cán bộ công nhân viên thông qua đó để gắn bó hơn với tập thể yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Năm 2014, đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện với trên 8.000 lượt người khám bệnh, trong đó điều trị nội trú hơn 5.100 lượt bệnh nhân. Có được những kết quả đó là sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trong trung tâm y tế và các trạm y tế xã. Năm 2015, cán bộ, đoàn viên công đoàn trung tâm y tế huyện Tam Đảo tiếp tục phân đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Theo đó, các bộ cơ quan trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc, hướng dẫn các đơn vị chủ động tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2015. Tăng thêm so với dự toán năm 2014, dành một phần nguồn thu được để lại theo chế độ quy định, nguồn cải cách tiền lương còn dư các năm trước chuyển sang năm 2015 nếu có. Để thực hiện tăng lương cho người có thu nhập thấp theo Nghị định số 78-2014-QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2015, không kể các khoản chi tiền lương có tính chất lương, đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính đã hướng dẫn. Thông tư này được áp dụng đối với năm ngân sách 2015. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, năm 2014, chính phủ đã bố trí 4.765 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ và 490 tỷ đồng vốn sự nghiệp để hỗ trợ các địa phương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Các địa phương đã huy động nguồn lực tập trung hoàn thành công tác quy hoạch và lập đề án nông thôn mới cấp xã, đảm bảo đúng tiến độ, Hiện cả nước có khoảng 785 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí, chiếm 8,8%. Xác định phát triển sản xuất là vấn đề cốt lõi nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống cho nông dân. Các địa phương đã xây dựng trên 9.000 mô hình với tổng vốn ngân sách hỗ trợ khoảng 8.400 tỷ đồng. Ngoài chính sách hỗ trợ chung của chính phủ, nhiều địa phương có chính sách hỗ trợ vốn vay, lãi suất ưu đãi để giúp nông dân mua máy móc nông nghiệp. Nghiên cứu mới của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cho thấy, Việt Nam ở vị trí 76 trên tổng số 108 quốc gia về tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý đạt 23%. Nghiên cứu cũng cho thấy mối quan hệ tích cực giữa vai trò lãnh đạo của phụ nữ với hiệu quả kinh doanh và kêu gọi tăng tỷ lệ phụ nữ đảm nhận các vị trí lãnh đạo cao nhất, hiện chỉ ở mức 5% trên thế giới. Theo điều tra lao động và việc làm, tỷ lệ phụ nữ ở vị trí lãnh đạo, quản lý và quản trị tăng 0,5% đến mức 24,4% năm 2013 so với năm 2012 và tăng 0,6% từ năm 2011 đến năm 2012. Ngày nay phụ nữ sở hữu và quản lý hơn 30% tổng số các doanh nghiệp toàn cầu, nhưng phần lớn lại là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Riêng ở Việt Nam, điều tra lao động và việc làm năm 2013 cho thấy 29,5% chủ lao động là nữ giới. Tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Theo dự thảo thông tư, tất cả các bệnh viện trong cả nước đều được Bộ Y tế hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phân hạng theo cùng một bộ tiêu chí và giá dịch vụ y tế của các bệnh viện cùng hạng sẽ như nhau. Bộ Y tế đã quy định 5 hạng bệnh viện, hạng đặc biệt và các bệnh viện từ hạng 1 đến hạng 4. Bệnh viện nào chưa được xếp hạng sẽ bị áp mức giá thấp nhất. Trong thời gian tới, nếu thực hiện quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, thì một số bệnh viện tuyến trung ương hoặc một số bệnh viện tuyến tỉnh trước đây được phê duyệt giá dịch vụ y tế ở mức cao quá sẽ bị hạ xuống và có những cơ sở y tế trước đây phê duyệt giá thấp sẽ được nâng lên. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Italia Giorgio Napolitano sẽ từ chức. Việc ông Giorgio Napolitano từ chức sẽ mở ra một quá trình chính trị mong manh tại Italia khi nước này cần phải tìm kiếm một chính trị gia mới thay thế cương vị của ông. Phát biểu tại Nghị viện châu Âu ngày 13 tháng 1, Thủ tướng Italia Matteo Renzi cho biết Tổng thống Giorgio Napolitano, người đã trèo lái đất nước suốt nhiều năm qua, sẽ chính thức từ chức. Hồi tháng trước, ông Giorgio Napolitano cũng cho biết sẽ sớm từ chức do tuổi cao. Tổng thống Giorgio Napolitano năm nay 89 tuổi, trước đó đã buộc phải đồng ý tiếp tục giữ cương vị tổng thống nhiệm kỳ thứ hai vào hồi năm 2013, trong bối cảnh cuộc bầu cử có nguy cơ đẩy Italia rơi vào những bế tắc chính trị. Quân đội Cameroon đã tiêu diệt 143 tay súng thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram khi lực lượng này tấn công một căn cứ quân sự tại thị trấn miền Bắc Kolofata. Chính phủ Cameroon cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt 143 tay súng thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram khi lực lượng này tấn công một căn cứ quân sự tại thị trấn miền Bắc Kolofata. Trong một tuyên bố được phát trên truyền hình và đài phát thanh, Bộ trưởng Truyền thông, đồng thời là người phát ngôn chính phủ Ushah Chiroma Bakri cho biết, một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong vụ giao tranh với các tay súng Boko Haram đồng thời nhấn mạnh Boko Haram đã bị thiệt hại nặng nề nhất trên lãnh thổ Cameroon trong vụ giao tranh này. Một tòa án ở Ai Cập đã xóa biển thủ công quỹ cho cựu Tổng thống Hosni Mubarak và hai con trai ra lệnh xử lại. Ông Mubarak bị giam 3 năm vì tội biển thủ 14 triệu đô la Mỹ. Nhưng tòa án này tuyên bố các thủ tục pháp lý đã không được tuân thủ. Luật sư của ông Mubarak nói rằng cựu Tổng thống 86 tuổi sẽ sớm được thả khỏi bệnh viện quân đội tại Cairo. Đây là vụ án còn lại duy nhất khiến ông Mubarak phải ngồi tù, cáo buộc làm chết hàng trăm người biểu tình trong cuộc nổi dậy lật đổ ông năm 2011 đã được xóa hồi tháng 11. Hai tội danh tham nhũng cũng được xóa cho ông và hai con trai, Ala và Gamal. Đức giáo hoàng Francisco đã đến phi trường quốc tế Colombo thu phủ Sri Lanka, bắt đầu lịch trình công du một tuần ở châu Á từ Sri Lanka qua Philippines. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến Sri Lanka từ khi cuộc nội chiến diễn ra trong 4 thập kỷ kết thúc vào năm 2009. Vì tân tổng thống của đất nước đã hứa chấm dứt việc đàn áp ngày càng tăng của các tôn giáo thiểu số. Phát biểu tại phi trường quốc tế Colombo sau nghi thức đón chào, Đức Giáo Hoàng nói rằng hòa bình có thể tìm thấy khi những đức tính của con người được nuôi trồng trong sự hòa giải, đoàn kết và hòa bình. Ngài nói thêm, việc tái thiết Sri Lanka không chỉ là cải thiện về cơ sở hạ tầng mà quan trọng hơn là việc cải thiện đẩy mạnh những phẩm chất của con người, tôn trọng nhân quyền của mỗi cá nhân, mỗi thành viên đầy đủ trong xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của Đài Anh và Truyền hình Vĩnh Phúc.